Lời bạc. Những sách khuyến thiện mà người đọc vừa xem qua đã cau mày khó chịu, ắt không thể lưu hành rộng rãi, truyền lại về sau. Nhưng vừa mở sách ra đã khiến người ta tán thưởng ngay, ắt cũng không thể truyền lại về sau. Vì sao vậy? Một đàn vì quá thâm sâu uyên áo, một đàn lại quá thô thiển cạn cợt, đều khó được người xem chấp nhận lâu dài. Sách này của thầy tôi, tuy hướng đến sự răn ngừa dâm dục, nhưng lại hết sức chân thành, muốn giúp người vượt thoát sinh tử. E rằng cũng là quá thâm sâu uyên áo. Tuy nhiên, hằng ngày vào những lúc thanh vắng yên tĩnh, nếu đem mối lo sinh tử ra mà tự vấn lòng mình, hẳn là ai ai trong chúng ta cũng không thoát khỏi. Với cái tâm niệm biết mình không thoát khỏi như thế, mà mang sách này ra nghiền ngẫm lại, ắt sẽ thưởng thức được những điều thú vị. Sau đó mới hiểu ra được chỗ học thức sâu rộng cùng với tâm từ bi chí thiết của người soạn sách. Đến lúc ấy, thì những kẻ trước đây cau mày, ắt cũng đều sẽ hân hoan tán thưởng. Cho nên, sách này hiện nay đang lưu hành hết sức rộng rãi, mà trong tương lai rồi cũng sẽ được khắc bản lưu truyền không dứt. Đó là điều có thể đoán chắc được. Viết tại Ngu Sơn, môn đệ là Trần Tuyên Thánh Lai Thị, kính cẩn bái lạy ghi lại.